các bạn. Hôm nay là ngày 8 tháng 3, ngày mà tất cả những người phụ nữ, như là người mẹ, người vợ yêu quý, hay là tất cả những người đàn bà, con gái trở thành nhân vật chính, phải không nào? Nhân dịp ngày 8 tháng 3 thì mình xin được kể những câu chuyện nhỏ liên quan đến người phụ nữ thông qua những chữ Hán trong tiếng Nhật. Được chưa nào? Vâng, các bạn hãy nhìn xem, nhìn lên màn hình. Đây là chữ nữ, như các bạn đã biết, đó là Onna. Và buổi học của chúng ta ngày hôm nay bắt đầu bằng chữ Thủy. Các bạn biết không, chữ Thủy ý nghĩa của nó là khởi nguồn, bắt đầu. Và một điều chúng ta phải công nhận rằng tất cả mọi điều trên thế giới này đều bắt nguồn từ người phụ nữ, đều được sinh ra từ người phụ nữ. Vì vậy, khi mà chúng ta đặt nét bút đầu tiên viết chữ này thì chúng ta phải viết chữ người con gái ở phía bên đấy, phải này, đúng không nào? Ok. Và người phụ nữ thì luôn đứng ở trên những cái bục rất là cao, đúng không? Để điều khiển tất cả. Ok. Vậy là chúng ta đã có chữ Thủy rồi nhé, khởi nguồn, bắt đầu. Chữ tiếp theo, các bạn hãy nhìn lên màn hình. Đây là chữ Hi. Chữ này có nghĩa là vui vẻ, hạnh phúc. Đọc là Ureshi. Các đọc của mình nào, Ureshi, đúng không? Phân tích ra thì chúng ta sẽ thấy có hai chữ Hán. Một là chữ nữ, chữ nữ là người con gái. Bên phải của chúng ta sẽ là chữ Hỉ. Chữ Hỉ này có nghĩa là phấn chấn, vui vẻ, được chưa nhỉ? Vậy thì ý nghĩa của chữ Hi này nói chung đó là khi chúng ta khiến cho người con gái trở nên hạnh phúc thì chúng ta sẽ hạnh phúc theo. Tiếng Nhật sẽ là như thế này nhé. Onna o yorokobaseru to ureshiku narimasu. Được chưa nhỉ? Con hiểu không? Khi mà chúng ta làm cho người con gái trở nên phấn chấn, hạnh phúc, phấn chấn vui vẻ thì chúng ta cũng sẽ trở nên hạnh phúc, được không? Và chữ cuối cùng ngày hôm nay đó chính là chữ an. An tức là có nghĩa là an toàn. Các bạn hãy nhìn đây, mình phân tích nhé. Ở bên trên tức là bộ miên, tức là mái nhà. Ở bên dưới là có người con gái. Khi mà có một người con gái ở trong ngôi nhà thì mọi thứ đều trở nên an toàn. An toàn. Ok, con hiểu rồi chứ? An zen là an toàn. Ngoài ra còn một chữ nữa, có người phụ nữ rồi đúng không? Chúng ta sẽ trở nên an tâm hơn, đúng không? Và đó chính là chữ an xin. An xin. Được chưa nào? Các bạn thấy những câu chuyện này có vui vẻ không? Có hay không? Đúng không? Quả nhiên là người phụ nữ rất là quan trọng trên thế giới này. Vậy thì mình xin được tổng kết lại 3 thông điệp trong clip này. Thứ nhất, chữ Hán này, đây chính là chữ Thủy. Tất cả mọi điều đều khởi nguồn, bắt đầu từ người phụ nữ. Thứ hai, đó là chữ Hi. Khi mà chúng ta khiến cho người con gái trở nên phấn chấn, vui vẻ hơn thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Chữ thứ ba, khi mà có người phụ nữ ở trong nhà thì chúng ta sẽ cảm thấy an toàn và an tâm hơn. Và lời cuối cùng, nhân dịp ngày phụ nữ, mình xin gửi tới tất cả các chị em luôn luôn rạng ngời và trẻ đẹp. Bye bye. Yeah.